về Hậu Giang, về nghe cái chuyện quê mình. Chuyện lanh quanh làng trên xóm dưới, chuyện từ nhà đi ra khắp lối. Ôi cái chuyện quê mình nè, rộn ràng vui như mùa xuân. Mời em về cùng anh, về nơi đất ngọt an lành. Nhìn xem quê mình đang đổi mới, lo mừng an sang năm tấn tới. Ôi ta dơi mình nè, tình làng nghĩa xóm bên lâu. Về quê anh có cánh đồng xanh, miền đất an lành, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Dù gian khó ta giúp nhau vượt qua, có nghĩa có tình, chuyện quê mình rộn ràng tiếng cười. Có nghĩa có tình, chuyện quê mình rộn ràng tiếng cười. Dạ, lúa mùa này của nhà mình á đạt chất lượng rất là tốt. Hôm nay con đại diện công ty mang tiền lúa qua gửi cho chú thím. Cảm ơn. Cảm ơn con. Lẽ ra là hôm trước là tôi báo số tài khoản thì cô đỡ cực đi tới đi lui ha. Dạ không sao, cũng không có cực gì đâu chú. Đây cũng là nhiệm vụ của con. Với lại á, bà con của mình á không có thích nhận tiền chuyển khoản, chỉ thích nhận tiền mặt thôi à. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Con biết không, thứ nhất á là ở đây cô chú không có rành chuyển khoản đâu. Với lại nhìn mấy con số điện thoại nó không có đã. Với lại vẫn thích cầm tiền mặt, tiền tươi thóc thật, nó thích hơn. Chạm vô đó nè, thí dụ vậy đó. Ông này. Con hiểu mà. Chắc bây giờ con xin phép con còn đi qua thêm nhiều nhà nữa. Uống nước cái đi con. Uống miếng nước trà rồi đi. Dạ thôi được rồi chú. Chắc bây giờ con xin phép thưa cô chú con đi nha. Dạ cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Dễ thương. Đầu anh trừ hết chi phí ra rồi coi thử coi mình lời được nhiêu. Nếu mà cộng hết chi phí lại thì để coi khoảng 70-80 triệu á. Vậy đó hả? Thôi cũng được. Hả? Tay này nhìn nó còn mắc hơn cái tiền này đó. Ở đâu mà chi bao ra. Ui cũng đỡ quá hen. Em thấy á, mình làm vậy được quá hen. Có công ty lo hết trơn luôn. Lo đầu ra mình không phải cần lo gì hết. Đúng. Lo mà bao bọc là tùm lum từ A đến Z thì giờ thấy không? Thu mua để cho người đem tiền đến tận nhà luôn. Thích quá hen. Quá đã. Ê, bây giờ đem cất tiền cái đó nghe. Nè. Nghe vụ chú Tân được tuyên dương chưa? Không quan tâm. Mà tuyên dương gì vậy? Vậy là không quan tâm dữ chưa? Nghe đồn ở trên tỉnh người ta trao bằng khen gì cho chú á. Tôi nghe. Thêm tiếng hãnh diện lắm. Đi khoe tùm lum luôn. Rồi mấy bằng đó đem về nhà treo vậy thôi, được vậy thôi hả? Kệ, có bằng treo cho vui, còn đỡ hơn không có để treo. Nè, mà cũng có giá trị thực tế lắm nha. Nghe nói lúa của chú đạt chuẩn GAP, bây giờ bán được giá cao lắm luôn á. Nãy giờ tôi nghe bà nói, tôi nghe, nghe hoài mắc mệt. Ủa ông này, mắc cười không? Ủa thì bây giờ tôi nghe nói thì tôi nói chứ sao không lẽ giờ tôi nói hả? Tôi hửi nói, tôi thấy nói. Trời đất ơi, Duyên. Còn ba tin gà tin vịt bị đặt ra không? Không có ai rảnh mà đi bịa ha. Mấy bà rảnh á. Ông Bảo ơi, ông Bảo, chừng nào ông mới chịu nhìn vô thực tế vậy? Cái chuyện người ta thành công nó rành rành ra đó mà ông cứ phủ nhận hoài ha.
Bây giờ mình thấy người ta thành công nè, mình phải vui mừng cho người ta, rồi mình nhìn người ta mình học hỏi, có vậy mình mới khá lên được. Ngồi đó ganh tị là không có bao giờ khá lên được đâu, cứ vậy hoài luôn á. Được rồi, để ngày mai á tôi kêu người vô cân lúa đi, rồi coi biết ai cao ai biết liền à. Ờ, chừng nào cao hơn thiệt đi rồi hẳn gáy. Ồ, muốn làm con gà không? Tôi đem vô luộc nha. Ông á nha, từ khi mà ông có tiền tới giờ ông đi ngày đi đêm, nó để mà tôi biết ông có gái gú. Tới chừng đó ông đừng trách sao mà tôi đổi tánh. Dĩa chè à. Này làm gì mà ngồi lèm bèm ghê chẹt. Đâu có. Bà Chính á, bà Chính bà nói gì em nghe vậy đó. Bà nói là hồi trước là bà hù ông Chính vậy, cho tới giờ là ông hết dám đi đâu luôn. Ôi, tại bà Chính bà ghen quá bà vậy sao? Chứ ông Chính ta hiền lành, ta đâu có lăng nhăng bậy bạ đâu nè. Ai biết được. Ta nói mấy người phụ nữ ở không bây giờ á, thấy đàn ông sồn sồn mà có tiền chút á, cái là sắp sáp vô. Ta nói mấy ông mà háo sắc, hảo ngọt hả, chết hết á. Tiền chứ đâu phải đàn ông đâu cũng vậy chứ bà. Em biết, thì em nghe người ta nói vậy đó. Ta nói mấy ông đàn ông á, đừng có dễ bị dụ quá, làm gì thì cũng phải biết điểm dừng. Không có ai qua vợ mình đâu á. Ờ ha. Mà làm gì lấy ở đây rồi lặt rồi bỏ ở đây rồi tùm lum cái gì? Rối vậy? Em quên. Cái hương nó dưỡng mà. Hiểu hết á. Thôi ở nhà nha, tôi đi lên tỉnh chút nha. Ủa, đi nữa hả? Tôi lên tỉnh lãnh bằng khen. Cô đi chừng nào gì á? Cô ai biết trời. Chừng nào tôi sống rồi gì á? Cái giờ nói giờ nào về, cái giờ về chạch cái bà nghĩ tôi đi chỗ khác nữa sao? Em hỏi để tính chuyện cơm nước. Thì đấu như bình thường thôi. Dạ. Đừng có rối mà bỏ đây nữa nha, bỏ kia nha. Ghét à? Đi à? Dạ. Chơi thiệt thôi. Hả? Mới chung luôn cái mùa này mới liền hen. Trời đất ơi, cái tiền nhiều nó làm chi bay. Ây dạ, em mét cái tét nè. Ây, mày mét cái tét, xuống, dừng xe đây. Cái gì? Tao xuống tao đi bộ. Nhưng đây về nhà còn lâu lắm á. Ờ, sao? Ngu. Ờ, tao không chơi với mày nữa. Có chắc là ông lấy không? Tôi nghĩ là ông lấy chứ không ai chân. Ăn trộm mà nó có lấy á thì nó lấy hết chứ mắc gì nó rút có mấy triệu bạc. Hay là có khi nào ông kẹt cái gì đó ông lấy mà ông quên báo chị biết không? Có đâu. Bình thường á, ông cần gì thì ông nói tôi lấy không à. Bữa nay á thì lén lút lấy con dấu tôi. Tôi nghi nó không lấy, không làm chuyện gì bậy bạ nên mới giấu tôi. Không có đâu, ảnh đâu có phải là người như vậy đâu. Khó biết được lắm. Đàn ông mà họ có tiền họ sanh tật. Hay là về nè, chút xíu ảnh về chị hỏi thẳng ảnh thử coi. Hỏi gì thì cũng chối chứ. Ủa thì chối thì mình cũng phải hỏi cho ra lẽ. Nếu mà anh lấy thì mình hỏi lý do, còn không thì mình báo công an, chứ đâu có để vậy được đúng không? Không được đâu. Hỏi thình lình
tôi sợ ông la. Trời ơi là trời, giờ này còn sợ la nữa. Chị phải mạnh mẽ lên chứ chị Tiên. Trời ơi, chuyện gì cần làm là phải làm. Mà thôi, mệt chị quá, chị không dám hỏi vậy thôi. Cứ coi như là ông kẹt cái gì đó rồi ông lấy mà ông quên nói chị biết đi. Đâu có được. Đã thấy chưa, hỏi thì không dám hỏi sợ bị la, rồi không hỏi thì kêu là không được. Giờ chị muốn cái gì? Giờ tôi rối lắm, tôi cũng không biết làm sao bây giờ nè. Mà lỡ mà tôi biết được ông đem tiền cho con này con kia, tôi chết cho ông vừa lòng ông nè. Thôi mà, thôi mà, không có đâu mà, đừng có nghĩ quẩn như vậy mà. Làm ơn, uống miếng nước đi, uống miếng nước nè, uống miếng nước cho trôi giận đi. Uống nè. Khổ ghê vậy đó. Giờ sao ta? Biết có nên hỏi thẳng ổng không? Lỡ hỏi ổng nổi khùng cũng mệt lắm á. Ba, ông đi đâu từ sớm giờ mới về? Tôi đi với tự ỏi. Đi với tự ỏi lấy tiền làm gì, xạo không? À nè. Ủa gì? Ta na na a cái gì vậy? Ủa, nhìn không biết hả? Cái điện thoại mới. Cái điện thoại mới. Ông cho tôi hả? Chứ tặng ai? Để ra coi mới toanh. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Đó, mới toanh thôi lắm, tối về coi. Đẹp quá vậy. Sáng sớm tôi đi lấy tiền á, rồi tôi đi sớm như tôi ổi đó, tôi mua cho bà đó. Là ông lấy tiền ở trong tủ, ông mua điện thoại cho tôi hả? Bà nghĩ tôi lấy tiền đi đâu? Sao mà không nói, không biết à? Nói sao mà bất ngờ, không biết à? Ông lấy tiền, ông mua cho tôi cái điện thoại mới nè. Tôi nói chuyện với bà bằng cái điện thoại mới của tôi đó. Thấy chưa? Em nói ông không có bậy bạ đâu mà, chỉ có tự hù mình không à. Ai biểu, tại ổng làm thinh ổng đi mua, ổng không nói tôi làm chi. Vậy giờ vui rồi ha, không có đòi sống chết nữa nghe. Nói vậy thôi chứ ai dạy gì để chết. Ổng gọi, thôi tôi tắt nha. Alo. A Hẹn. Em hả? Ừ, tôi đang ở nhà nè, tôi mới nói chuyện với bà Chính xong á. Anh đang uống cà phê nè, uống như tư ổi nè, nè. Dạ chế, còn gơ chàng. Thôi, hai anh em nói chuyện chơi đi nghe, tôi vô sao nấu cơm à. Tôi tắt à nghe. Rồi, chào em nha. Quê gì? Quê nè. Thì ra là mua điện thoại mới để báo cáo với chế, tội nghiệp dữ đấy chàng. Cái tao có điểm hơi ngạc nhiên thôi. Ở nhà anh gục cái tiếng nói quá chừng, và chế mới linh thinh ai vậy? Ai về sao? Nhưng mà em thấy chứ tiếng mà hiền. Thì đương nhiên. Nhưng bây giờ tao có tính hay ghen, thành ra tao hiểu vợ tao nghĩ cái gì. Phụ nữ ương vậy lắm, mà vậy mới là hướng chuyện của tình yêu. Thành ra tao mới mua điện thoại nè. Bây giờ bất cứ đi đâu tao đều quay cho bà coi, để bà khỏi nghi ngờ, bà yên tâm. Nhưng mà anh ruột mà vậy á, không sợ thiên hạ tao đồn là anh thờ bà hả? Thờ bà là sao? Sợ vợ á. Vợ tao sợ. Mà miễn làm sao cho gia đình tao ấm êm hạnh phúc là được. Còn tao sợ vợ tao hay không là chuyện của tao. Tao có sợ vợ tao đâu mà tao sợ. Đúng không? Ừ. Uống đi. Cảm ơn anh. Nay á, có miếng bà gọi ngon, anh chừa lại mang qua cho em á, thấy ngon không? Dạ ngon. Nhưng mà mai á, anh đừng mang thịt heo qua nữa được không? Sao vậy? Thì tại vì một tuần hết 7 ngày anh đem thịt heo qua, nhà em ăn ngán. Ok, mai anh đổi món, không mang thịt heo qua nữa. Em ăn lòng heo qua nghe. Ủa anh,
nó cũng là heo mà. Nhà mắt thịt heo mà. Mời em về Hậu Giang, về nghe cái chuyện quê mình. Chuyện lanh quanh làng trên xóm dưới, chuyện từ nhà đi ra khắp lối. Ôi cái chuyện quê mình nè, rộn ràng vui như mùa xuân. Mời em về cùng anh, về nơi đất ngọt an lành. Nhìn xem quê mình đang đổi mới, lo mừng an sang năm tấn tới. Ôi ta với mình nè, tình làng nghĩa xóm bền lâu. Về quê anh có cánh đồng xanh, miền đất an lành, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Dù gian khó ta giúp nhau vượt qua, có nghĩa có tình chuyện quê mình rộn ràng tiếng cười. Có nghĩa có tình chuyện quê mình rộn ràng tiếng cười.